Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới đã khiến cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Thế nhưng theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chính sách ở thủ đô Washington của Mỹ, tổng tài sản gộp của các tỷ phú Mỹ đã tăng thêm 406 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng nổ tại nước này. Cách đây một tuần, tổng giá trị tài sản gộp của giới tỷ phú Mỹ là 282 tỷ đô la Mỹ, theo báo cáo của Billionaire Bonanza 2020. Nhưng sau khi Viện Nghiên cứu Chính sách bổ sung thêm các dữ liệu của Bloomberg và Fox, con số này đã tăng lên 406 tỷ đô la Mỹ. Viện Nghiên cứu Chính sách cho hay số liệu trên tương đương với mức tăng gần 14% từ ngày 18 tháng 3 đến 29 tháng 4, trong khi khoảng 30 triệu người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp vì dịch COVID-19. Cũng trong giai đoạn này, các thị trường chứng khoán một lần nữa khởi sắc nhờ các gói ứng cứu kinh tế khổng lồ của chính phủ các nước. Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Amazon Jeff Bezos, người được Forbes công nhận là người giàu nhất thế giới hiện nay với 145 tỷ đô la Mỹ, chứng kiến giá trị tài sản tăng trong mùa dịch. Kể từ đầu năm nay, tổng tài sản của tỷ phú Bezos, dù trước đó mất 105 tỷ đô la Mỹ trong ngày thứ năm đen tối, đã tăng thêm 32 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 29 tháng 4. Thứ năm đen tối rơi vào ngày 12 tháng 3, thời điểm các thị trường trên toàn cầu chứng kiến đợt sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1987. Các tỷ phú khác cũng chứng kiến tài sản gia tăng bao gồm CEO của Tesla, Elon Musk, cựu CEO của Microsoft, Steve Ballmer.